hồi đêm sâu đèn vàng heo hắt, ai ẩn bây giờ là nước mắt cuối hồn buồn hoang như mong anh. Vâng, xin chào toàn thể các bác đã trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Ngày hôm nay là buổi sáng, bây giờ là 11 giờ này. Đó. Thì em có hai đơn ship cho hai bác khách với hai chiếc vang số cùng phân khúc của DBL TIC. Đó. Có model là S700 và S690 cho anh Lê Văn Hà ở địa chỉ thôn Thái Minh, xã Hà Thái, huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Anh ủng hộ bên Hiếu Minh một chiếc vang số S700. Và anh Lê Thành Nhân với địa chỉ là Nguyễn Huệ, An Hội, Bến Tre. Anh lấy một chiếc vang số S690. Thì tiện thể em set up các mốt để gửi, trước khi gửi ship cho các anh thì em sẽ làm một clip để trả lời những câu hỏi của các bác đang thắc mắc ở trên kênh YouTube cũng như là fanpage của Hiếu Minh. Đó là các anh muốn phân biệt hai chiếc vang số S700 và S690 cùng phân khúc thì chiếc vang số nào lợi thế về dị vật hơn và lợi thế về echo hơn, để các anh có thể tham khảo và lựa chọn cho mình chiếc vang số ưng ý nhất. Và trong clip này thì em sẽ nhờ sự giúp của anh Mr. Khiêm, một kỹ thuật của bên Hiếu Minh, chuyên gia kỹ thuật, và cô Mai, cô của em sẽ là người trực tiếp trải nghiệm hai chiếc vang số này. Bây giờ anh Khiêm, anh bật giúp em để test một chiếc vang số trước. Chiếc vang nào anh trước nhỉ? S690. Vâng, thì bây giờ thì xin mời các bác trải nghiệm chiếc vang số S690 sử dụng chip Analog Device 21571 trước nhé. Và ước mơ sao trời đừng bao lâu để yêu thương ta.
Trải nghiệm được chất âm của hai chiếc vang số cùng phân khúc mang thương hiệu DBLTIC. Hai chiếc vang số này thì các bác mua của bên Hùng Minh, nếu quanh khu vực gần cửa hàng bên em thì bên em, hoặc các ở tỉnh xa đi thì bên em sẽ hỗ trợ để setup và lắp đặt tại nhà cho các bác. Đó, rất nhiều clip mà bên em đã đăng lên kênh YouTube để chia sẻ đến các bác rồi, là kể cả rất là xa bọn em vẫn sẽ đến để phục vụ cho các bác khi các bác mua vang số của bên Hùng Minh. Và khi các bác mà ở quá xa mà bắt buộc phải gửi ship hay là ship đến thì bọn em sẽ cố gắng để mà tạo ra những cái mốt hay nhất, chất lượng nhất để gửi cho các bác. Và một clip ngắn là muốn chia sẻ đến các bác phân biệt cho hai chiếc vang số cùng phân khúc và lợi thế của từng sản phẩm để cho chúng ta có thể lựa chọn những sản phẩm ưng ý nhất và tốt nhất. Và em xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại toàn thể bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.